Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi mục điểm tin văn nghệ thể thao của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Thưa quý vị khán giả, vừa qua Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành quyết định số 537 phê duyệt đề án đảm bảo cơ sở vật chất văn hóa thể thao tỉnh Bắc Cạn giai đoạn 2022-2025. Cụ thể, trong giai đoạn 2022-2023, đối với cấp tỉnh sẽ quy hoạch quỹ đất xây dựng mới trụ sở, thư viện tỉnh, bảo tàng tỉnh và nhà hát ca múa nhạc dân tộc tỉnh, bố trí quỹ đất giải phóng mặt bằng, giao đất xây dựng khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh, xây dựng sân vận động tỉnh, 15.000 chỗ ngồi và các công trình phụ trợ trên diện tích 20 ha trong khu liên hiệp thể dục thể thao tỉnh. Đối với cấp huyện sẽ quy hoạch đất xây dựng trụ sở Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông các huyện Bạch Thông, Ba Bể, Chợ Mới và quy hoạch đất xây dựng 7 thư viện đạt chuẩn quy định, bố trí quỹ đất, giải phóng mặt bằng xây dựng các công trình thể dục thể thao tại trung tâm các huyện Ba Bể, Chợ Mới, Chợ Đồn, Nari với diện tích từ 25.000 đến 30.000 m2 trên một đơn vị. Đối với cấp xã sẽ xây mới 6 nhà văn hóa xã, nâng cấp cải tạo 6 nhà văn hóa xã, mua sắm các trang thiết bị cho 6 nhà văn hóa, xây dựng 5 thư viện tuyến xã trên một năm, cải tạo nâng cấp 78 sân tập thể dục thể thao tại trung tâm các xã, phường, thị trấn, thành lập sân tập bóng đá mini hoặc bóng chuyền gia. Đối với thôn, bản, tổ dân phố sẽ xây mới, nâng cấp, cải tạo gần 40 nhà văn hóa thôn. Trong giai đoạn từ năm 2024 đến năm 2025, đối với cấp tỉnh sẽ xây dựng mới trụ sở thư viện tỉnh, bảo tàng tỉnh, tiếp tục hoàn thiện các hạng mục trong khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh. Đối với cấp huyện sẽ quy hoạch đất xây dựng thư viện các huyện, tiếp tục hoàn thành việc dành quỹ đất giải phóng mặt bằng cho sân vận động tại trung tâm các huyện Ba Bể, Chợ Mới, Chợ Đồn, Nari, hoàn thành xây dựng mới sân vận động tại huyện Bạch Thông, đầu tư trang thiết bị kỹ thuật tập luyện và thi đấu cho sân Điền Kinh, sân bóng đá tại sân vận động huyện Bạch Thông. Đối với cấp xã sẽ xây mới, nâng cấp, cải tạo cho 18 nhà văn hóa xã, xây mới nâng cấp cải tạo 48 nhà văn hóa thôn. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Nari vừa tổ chức lớp bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể hát then đàn tính tại các xã Văn Vũ, Quang Phòng. Lớp bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể hát then đàn tính tại xã Văn Vũ sẽ diễn ra từ ngày 10 đến ngày 18 tháng 5, xã Quang Phong diễn ra từ ngày 11 đến ngày 19 tháng 5. Với mỗi lớp học có 30 học viên là những người có niềm đam mê với hát then đàn tính tham gia. Tham gia truyền dạy là các nghệ nhân có những hiểu biết và kỹ năng thực hành hát then đàn tính của huyện như nghệ nhân nhân dân Nguyễn Đăng Lưu, nghệ nhân ưu tú Nông Minh Cương. Đây là hoạt động thuộc đề án bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa các dân tộc huyện Nari gắn với phát triển du lịch theo quy hoạch bền vững, thông qua đó tạo điều kiện phát triển nâng cao trình độ về hát then đàn tính, xây dựng các câu lạc bộ hát then đàn tính nhằm bảo tồn phát huy những giá trị văn hóa truyền thống gắn với tuyên truyền quảng bá văn hóa dân tộc Tày. Tác phẩm Ảnh cô dâu của nghệ sĩ nhiếp ảnh Phùng Quốc Thắng, hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Bắc Cạn vừa đạt giải nhì cuộc thi ảnh nghệ thuật Bảo Lạc Đất nước Con người năm 2021. Cuộc thi ảnh nghệ thuật Bảo Lạc Đất nước Con người năm 2021 do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Bảo Lạc tổ chức nhằm góp phần giới thiệu quảng bá miền đất con người Bảo Lạc đến với du khách trong nước và quốc tế. Vượt qua nhiều tác phẩm của các tác giả trong và ngoài tỉnh Tuyên Quang tham gia, bức ảnh cô dâu người dân tộc Sán Chỉ xinh đẹp duyên dáng được tác giả Phùng Quốc Thắng chụp tại huyện Bảo Lạc đã được ban tổ chức cuộc thi trao giải nhì. Đây là niềm khích lệ lớn để các tác giả nhiếp ảnh Bắc Cạn có động lực tham gia nhiều cuộc thi ảnh nghệ thuật trong và ngoài tỉnh hơn nữa. Hưởng ứng hội thi dân vũ thể thao trực tuyến với chủ đề Vũ điệu khỏe đẹp do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức, phụ nữ Bạch Thông đã có 6 tiết mục tham gia. Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã Vũ Muộn, Tân Tú, Lục Bình, Nguyên Phúc, Đôn Phong, Mỹ Thanh thành lập các đội tham gia hội thi. Mỗi đội đã quay video clip gồm 2 tiết mục dân vũ thể thao đồng đội trên nền nhạc là các ca khúc Việt Nam có nội dung ca ngợi quê hương đất nước, gia đình, truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt, các bài dự thi đã giới thiệu cảnh đẹp và bản sắc văn hóa các dân tộc huyện Bạch Thông. Nhìn chung, các tiết mục có sự sáng tạo đầu tư và vẫn giữ được bản sắc văn hóa dân tộc. Hội thi dân vũ thể thao trực tuyến do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức từ ngày 17 tháng 3 đến ngày 15 tháng 6 năm 2022. Các đội thi gửi video clip bài dự thi để đăng tải trên fanpage của Hội Phụ nữ các tỉnh, thành phố và trung ương. Hội thi đã và đang tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho hội viên phụ nữ, góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho chị em, xây dựng hình ảnh người phụ nữ Việt Nam năng động, hiện đại. Thưa quý vị khán giả, trong tuần qua đã diễn ra hội thi thể thao học sinh phổ thông tỉnh Bắc Cạn năm học 2021-2022. Hội thi năm nay tiếp tục thu hút đông đảo các em học sinh ở tất cả các bậc tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông tham gia. Hội thi thể thao học sinh phổ thông tỉnh Bắc Cạn có sự tham gia của 813 vận động viên đến từ 14 trường trung học phổ thông và 8 phòng giáo dục đào tạo của các huyện, thành phố. Hội thi tổ chức thi đấu 6 môn gồm điền kinh, cầu lông, đá cầu, bóng bàn, bóng chuyền gia, đẩy gậy,
Sau 2 năm không tổ chức được hội thi cấp tỉnh, các thầy cô và các em học sinh rất hào hứng và phấn khởi khi được giao lưu thi đấu tại hội thi. Năm nay thì các bạn hầu như các bạn rất khỏe và mạnh, mà các bạn có tinh thần rất là cao. Đẩy gần thua các bạn vẫn lật lên được, cảm giác nó sẽ sôi động hơn và bớt dịch dã hơn. Thì năm nay thấy là cũng có kiểu nhiều vận động viên hơn năm ngoái, và kiểu các bạn thì cũng đa số là cũng khỏe hơn năm ngoái rất nhiều. Theo đánh giá của ban tổ chức, tại hội thi năm nay các vận động viên được chuẩn bị khá tốt về mặt kỹ thuật, chiến thuật thi đấu với tinh thần quyết tâm cao. Chính vì vậy đa số vận động viên có sự tiến bộ về thành tích như môn bóng chuyền và môn đẩy gậy. Một số vận động viên đạt thành tích cao như môn điền kinh. Và một số môn khác nhìn chung vẫn đảm bảo duy trì phát huy được thành tích cao so với kết quả những năm trước. Bọn em cũng rất là vui ạ. Khi dịch bệnh như này mà tình cả sở vẫn tạo điều kiện cho chúng em thi đấu ạ. Em thấy các đoàn chuẩn bị khá là tốt về vật tư cá nhân ạ, thể lực và sức khỏe, kỹ thuật cũng được nâng cao rất nhiều ạ. Kết thúc hội thi, giải nhất toàn đoàn khối phòng giáo dục đào tạo đã thuộc về phòng giáo dục đào tạo thành phố Bắc Cạn. Ở khối các trường trung học phổ thông, giải nhất thuộc về trường trung học phổ thông Bắc Cạn. Hội thi thể thao học sinh phổ thông tỉnh Bắc Cạn là sân chơi lành mạnh bổ ích, là ngày hội thể thao của tuổi trẻ học đường, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các nhà trường. Thưa quý vị khán giả, từ khi mở cửa hoàn toàn du lịch cho đến nay, du lịch Bắc Cạn đang có những dấu hiệu phục hồi tích cực. Từ đầu năm đến nay, Bắc Cạn đã có gần 200.000 lượt khách đến tham quan, trải nghiệm. Có được những kết quả đó một phần nhờ công tác xúc tiến du lịch được quan tâm, đẩy mạnh. Ngay sau khi cả nước mở cửa toàn bộ du lịch, tỉnh Bắc Cạn đã nhanh chóng tổ chức hội nghị xúc tiến điểm đến du lịch Bắc Cạn tại thành phố Hà Nội năm 2022 vào đầu tháng 4. Hội nghị đã đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh du lịch Bắc Cạn, tạo cầu nối thuận lợi để các doanh nghiệp du lịch Bắc Cạn giới thiệu sản phẩm, kết nối với doanh nghiệp lữ hành và khách du lịch trong nước và ngoài nước. Ngành du lịch Bắc Cạn đã đẩy mạnh việc liên kết phát triển du lịch, đặc biệt là liên kết hợp tác trong hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch với nhiều hình thức phong phú đa dạng, như hợp tác giữa trung ương và địa phương, giữa các địa phương, vùng, miền, giữa khu vực, nhà nước và tư nhân, giữa doanh nghiệp với doanh nghiệp và hiệp hội ngành nghề với nhau. Đặc biệt, sự kiện tham gia tuần văn hóa du lịch 6 tỉnh Việt Bắc và Hà Nội tại thành phố Hà Nội cũng đã tạo được ấn tượng mạnh và giúp cho du khách trong nước và quốc tế biết đến các điểm du lịch Bắc Cạn nhiều hơn. Mình thích nhất là cái ngành ở động Lô Mạ. Hy vọng một ngày gần nhất thì là sẽ được lên thăm Bắc Cạn và để thăm những khu di tích lịch sử. Rất là hy vọng. Thực hiện những mục tiêu nhiệm vụ xúc tiến du lịch trong năm 2021-2025, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Bắc Cạn tiếp tục tổ chức nhiều chương trình Prime Trip, World Trip về du lịch Bắc Cạn, trong đó mời các cơ quan thông tấn báo chí trung ương và địa phương, các công ty doanh nghiệp lữ hành trong nước và quốc tế, các nhiếp ảnh gia nổi tiếng, các streamer, vlogger có sức ảnh hưởng trên các nền tảng xã hội để tham quan tìm hiểu các điểm du lịch, cũng như là góp ý đánh giá, đề xuất các giải pháp giúp phát huy tiềm năng thế mạnh của du lịch địa phương, đóng góp ý kiến xây dựng thiết kế các tour tuyến, làm mới phong phú hơn các sản phẩm du lịch, phù hợp với xu thế thị hiếu của khách du lịch. Cái điều cần phải cải thiện nhất, đấy là cái môi trường. Em thấy môi trường ở đây là cũng có một cái vấn đề gì đó chưa được quan tâm nhiều. Thì theo chương trình kế hoạch đề ra thì chúng tôi còn một số cái nhiệm vụ là trong đó có 4 cuộc tham gia xúc tiến du lịch trong nước và đặc biệt là một cuộc tổ chức cái chương trình Farm Trip về du lịch Bắc Cạn tại tỉnh Bắc Cạn. Thì đây tất cả những cái chương trình này là một cái điểm nhấn để nhằm mục đích là phục hồi lại cái ngành kinh tế du lịch của tỉnh Bắc Cạn. Chúng tôi sẽ tiếp tục tham gia một cuộc nữa ở tại Nha Trang vào tháng 6. Nó gọi là lễ hội du lịch mùa hè Nha Trang. Thì anh em chúng tôi cũng tiếp tục quảng bá đấy. Đồng thời trên cơ sở đó là chúng tôi bố trí cán bộ để xâm nhập thị trường khách du lịch, tuyên truyền quảng bá, giới thiệu cho khách du lịch biết đến các tour tuyến điểm du lịch của tỉnh Bắc Cạn. Hiện nay tỉnh Bắc Cạn đang tích cực chuẩn bị tổ chức tuần lễ du lịch di sản văn hóa Ba Bể năm 2022, bao gồm các hoạt động về văn hóa, thể thao, du lịch nhằm xúc tiến quảng bá du lịch Bắc Cạn, điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến ngày 6 tháng 6 năm 2022 tại khu du lịch Hồ Ba Bể. Trong khuôn khổ tuần lễ sẽ diễn ra các hoạt động chính như lễ khai mạc tuần lễ du lịch di sản văn hóa Ba Bể 2022 gắn với lễ công bố di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia của Bắc Cạn, liên hoan hát then đàn tính các dân tộc Tài Nùng tỉnh Bắc Cạn lần thứ nhất, trình diễn trang phục các dân tộc thiểu số tỉnh Bắc Cạn, trình diễn di sản văn hóa phi vật thể quốc gia tỉnh Bắc Cạn năm 2022, hội nghị xúc tiến quảng bá du lịch Ba Bể,
Liên hoan ẩm thực các dân tộc Bắc Cạn gắn với trưng bày giới thiệu các mặt hàng nông sản OCOP Bắc Cạn Ba Bể. Sự kiện sẽ là những hoạt động xúc tiến quảng bá hấp dẫn đối với du khách trong và ngoài nước. Những hình ảnh vừa rồi đã khép lại chương trình của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.